Thank you.
vậy? Trời ơi, 2000 khán giả ngồi hai bên gì không thấy hả? Má má, Bình Dương không phải Bình Hưng Hòa nha, bớt tưởng tượng lên nha má. Má làm quá ta đi về hết bà nội. Kính thưa quý vị, và lời nói đầu tiên xin cho phép lựa lời gửi đến tất cả quý vị có mặt tại sân khấu. Kawazu lời chào trân trọng nhất ạ. Thank you. Đó. Má giá lên má. Đó, kính thưa quý vị, và cái bây giờ không để cho quý vị chờ đợi lâu màu hao mòn lông thể. Trời Phật ơi, quỷ thứ liễu nó làm biến nó tựa, nó thượng luôn cái bao lên kìa ông nội ơi. Trời ơi trời. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng lời đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay cũng là đêm diễn đầu tiên của đoàn Luton Sài Gòn Tân Thời tại Kawazu Bình Dương. Thì hy vọng sẽ nhận được sự hưởng ứng rất là nhiệt tình của tất cả quý vị khán giả. Và hy vọng là sau đêm diễn đầu tiên thì chúng ta còn có nhiều đêm diễn hơn nữa, mặc dù cho quý bà con tại đây nhân dịp cuối tuần thứ bảy và chủ nhật. Như quý vị đã biết thì nhân lực của đoàn rất là đông và hơn 30 người, nhưng mà chúng em có hai điểm diễn song song, đó là Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và điểm thứ hai là Dân Trạch Đồng Nai, và thêm một điểm này nữa là Kawazu Bình Dương. Thì trong tuần tới đoàn sẽ không có phục vụ ở Đồng Nai nữa mà cắt về đây, di chuyển về đây luôn, cho nên là rất là mong quý vị cũng sẽ ủng hộ chương trình của đoàn. Và chúng tôi sẽ có đêm diễn hôm nay là khai trương và ngày mai cũng là khai trương, sau đó sẽ có đêm diễn dạm mừng lễ Noel rất là hoành tráng tại sân khấu này. Và hy vọng thì quý vị sẽ đến thật đông ủng hộ cho đoàn. Nếu mà quý vị có yêu thích ca sĩ nào cũng hãy yêu cầu, thì đoàn sẽ cố gắng tăng cường để phục vụ cho bà con cô bác mình. Và tặng phẩm, và tại vì tụi em hoạt động chính ở Thành phố Hồ Chí Minh cho nên nó sẽ có những cái cần thích nghi, thì rất là mong thì trong thời gian phục vụ, nếu bà con mình á mà yêu thương thì hãy hỗ trợ cho đoàn. Và quý vị cần cái tặng phẩm gì, ví dụ như nhà quý vị cần bông mục giặt và nước rửa chén xi măng gì đó thì ha, cứ và tư vấn cho đoàn. Và còn hiện tại trong lễ đầu tiên tụi em sẽ phục vụ và mời lá bé 10.000 và một con gấu 500k thì sân khấu gì nha. Và rất là đơn giản, dễ chơi dễ trúng, và quý vị cầm vé trên tay và sẽ có 60 con số tương ứng với 60 trái banh trong lòng cầu. Ủa sao con giấy màu đỏ là gì, con đỏ cấp lên đây gì trong pha. Trời ơi đừng có giận, nó khúc này tôi sợ đó đó. Dạ để mẹ cấp thôi. Rồng luôn mọi người. Dạ, tặng gấu. Và còn nếu mà ế quá thì tặng bóng quý vị. Dạ, bóng còn ế dữ lắm. Rồi, quý vị thân mến, khi quý vị đã có vé rồi đó là nhìn một bộ vé tận nơi luôn nè mọi người ơi. Dạ, tận chỗ luôn. Nhưng mà đến tận nơi luôn. Làm chứ quý vị không để cho tất cả quý vị ra về tay không. Mà nếu mà lỡ cũng chung Ngọc Nhi đi mọi người. Đó, ai cũng có đường cũng nhỏ hết. Sau đó tôi quay lòng cầu 360 vòng lốt và quay lại từ đầu. Và ai cũng có lớn hơn mình nhận ra con bút được. Rồi, mời vé đi. Mười ngàn một vé thôi, chơi vui có thưởng đúng không? Không lấy bông, lấy bông. Khán giả còn chưa biết, còn đang lớn ớn ngoài kia. Không phải bị ôm nha, người ta xin
chụp hình mình tế nhị đừng ôm ta vợ tao quánh ghen bờm đầu nha cưng. Rồi nhất là chị Thanh đó chị bớt móc túi này giùm em nha. Mình phải bớt xin xỏ chị nha. Rồi cái túi gì và nếu quý vị và ở đâu mà biết cho Giai nặng lãi giới thiệu cho chị Thanh cái gì. Không phải là chị cho Giai đâu, chị lợi chị Giai. Xong rồi chị trốn nợ để chị giữ vững cái thờ cái gọi là danh hiệu là nữ hoàng chạy nợ quốc gia của chị đó chị. Tại năm nay chị giàu rồi. Góp 10 chiếc xe nữa là giàu rồi. Rồi ngay bây giờ ai có biết trên tay trong lời đầu tiên xin hứa mất về sân khấu nào. Mấy gì đa mấy gì đa số gì đi mấy gì đa mấy gì đa mấy gì đi mấy gì đa số gì đa số đầu tiên số đầu tiên mấy gì đa mấy gì đa số gì đa mấy gì đây lặng lặng và nghe tôi kêu không cần ra mở ra con mấy con mấy gì đa số gì đa mấy gì đây mấy gì đa mấy gì đa chờ anh trước nơi cũ đi cả bên ta bên nhau chứ chân tay như hôm nào và cuộc tình nhiều đam mê hôm nay sao bóng đường em thấy anh đã quên đi gì ta cha ta đi ta cả thế ơi sao đắng cay trong lòng em bao rất xa anh đã quên đi thật rồi cha ta đi ta chẳng cần như em nữa đâu em rời như cánh chim bay về nơi chốn xa con số ba con số ba con số ba con số ba cắn cắn vô gõ gõ số ba con số ba con số ba mấy vui đi vui đi vui đi đâu ai không sống lớn vì kéo vui xanh lòng ngọn đại cờ nắng soi lên quê hôm đó đầu chiều vui tài tử sinh chúng ta xem thương mong tới thiên ngày sau Bình Dương diễn anh thông cảm giùm em nha. Không thông cảm em. Ủa anh sao mà mặc đồ con gái vậy? Ê, kệ mẹ anh đi. Ủa, gì?
Phạt hả? Ừ. Các chị em ơi, ai còn tiền đóng phạt thì tôi đi. Nghĩ đi chị, nghĩ đi. Đi vào Việt Nam theo bay con tàu quay, qua đèo Hải Vân máy bay thì vui. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà đau em ơi. Mới gì chị? Chạy mà chết mẹ mơ được đâu cháu. Còn số sao? Còn số sao? Còn số sao? Còn số sao? Còn số sao mấy quý xuống? Thank you.